Xin chào tất cả quý anh chị, quý vị và các bạn. Hôm nay em lại rủ Việt đi review một căn nhà nữa các bạn. Một căn nhà để thấy là khá là tiềm năng ở thành phố Granro. Và khu này phải nói là đây là bao quanh Granro rồi các bạn. Ở thành phố Granro, Việt Hình thì Hình Thành biết chứ, còn ở đây là ở Granro, cho nên là rủ đi review căn nhà Granro. Granro cũng là một trong những cái thành phố mà Việt Hình rất là thích ở vòng vòng cái khu người Việt của họ mình ở đây. Mỗi cái thành phố nó có những cái đặc điểm riêng và cái character riêng của nó rất là hay. Cái thành phố nào cũng có cái hay riêng của nó mà tùy nhu cầu mọi người các bạn. Huntington Beach là nhà sang, nhà biển, mát mẻ gần biển. Còn Granro là dành cho những anh chị, mọi người nào mà mình thích nhà lot bự các bạn. Là đặc biệt là thành phố Granro là lot rất là to. Đó, thì em rủ Việt hôm nay review căn nhà này. Căn nhà này làm sao em? Mà hôm nay anh rủ review có thể cho mọi người biết sơ được không? Hello mọi người, vậy này là Annie, là công ty của Cobo Banker ở thành phố Huntington Beach. À, căn nhà này nằm ở góc đường Gilbert với Orangewood thì mình biết rồi, đúng như Việt nói là căn nhà có tiềm năng, có lot rất là bự. Căn nhà này lot là 8.250, diện tích ở là 1.963. Nhưng mà theo như anh thì biết là họ có extension ra một cái master bedroom và một cái basement nữa. Thì một lát nữa đây mình sẽ cho coi ở trong cái video. Cái đó là cái mà làm cho Việt Hình hứng thú hôm nay em đủ đi review căn này, là Việt Hình đi liền là nằm ở chỗ đó. Bạn có nghĩa là nghe gì hình nghe hứng thú thì hình là ngay cái chỗ cái basement đó các bạn. Tại vì cái basement á là một cái gì đó mà nó rất là hiếm ở Cali này. Đúng. Thường là nhà ở bên East Coast, ở miền Đông nước Mỹ, những bang lạnh thì nó mới cái có. Lạnh mà nó có bão lốc xoáy nè. Thì nó mới có basement. Đúng. Còn nhà Cali đây em chỉ có basement, hiếm khi có basement. Việc làm này chắc 5 năm ra nghề chắc nhà basement Việt Hình đếm đến đầu ngón tay chắc. Đúng. Đó giờ gặp được một dạ, cái căn là max. Thấy đúng, anh thấy được 3 căn ở Granro. Mà Việt không nghĩ là người ta cho xây basement, không nghĩ là ở Cali là người ta approve cho xây basement mà. Cái này đã được permit của city permit approve cho storage. Là có nghĩa basement. Là có permit, có giấy tờ đầy đủ luôn đó các bạn, cái basement này đó. Ok. Hôm nay trời hơi nắng cho nên nãy giờ đứng dưới cái cây nói chuyện cho mát các bạn. Và đây là phía trước căn nhà đây. Phía trước nhà ngày hôm nay. Đây. Đây các bạn. Bây giờ mình sẽ đi ở đây để vô cái driveway. Đó, các bạn thấy không? Căn nhà này đó, nó rất là có cái bề ngang các bạn. Quý vũ hãng có xanh bự từ đây qua tới cái hàng rào bởi là của mình đó các bạn. Của nhà mình luôn đó. Chủ nhà này cũng xịn lắm nè, thấy không? Có dây, dây các kiểu nữa. Xanh đẹp nha. Các kiểu nữa. Mà driveway này cũng rất là bự ha em. Thích cái là cái driveway kiểu như là nó vòng cung cái như cái vật chăn vô á. Mà cái driveway này đậu gì nghĩ chắc cũng được ít, bè bè cũng phải 4-5 chiếc xe đó. Bây giờ mời mọi người theo chân Việt và em để vô check out cái căn nhà này nha. Nhà này thì bị thấy có vẻ tình trạng cũ rồi ha. Tình trạng là cũ rồi. Một cái nữa, Việt Hình nghĩ một trong những lý do mà nó nằm trên thị trường đã 70 mấy ngày mà chưa có đi, là mặc dù là nhà có đất rất là rộng, nằm ở khu vực này của Granro, nhưng mà đó nó cũng có một vài cái điểm yếu nhất định. Nhà này không có nào hoàn hảo cả. Thứ nhất là cái điểm yếu là nó nằm ngay một cái ngã ba. Các bạn thấy không? Cái đường nó chạy hẳn vô nhà thế này. Mặc dù là cái cửa nằm xích qua bên kia, nhưng mà đó là cái phong thủy đối với nhiều người Việt Nam mình, họ không thích nhà đâm đường, người nhà đâm đường các ba không thích. Thứ hai đó, cái nhà này cái đất nó bự nhưng mà vì thấy hình như cái đất này không có xây thêm được, đúng không? Không xây thêm được. Đúng rồi. Họ đã xin phép rồi. Bởi vì họ đã xây rồi. Các bạn thấy không, căn nhà không á, rộng gần 2.000 square feet và cái nhà nó quá bự rồi. Nên là họ đã xây rồi luôn các bạn. Họ xây gần như là hết miếng đất rồi. Và cái vấn đề nữa là 8.000 mấy đất nhưng mà nó ăn cái đất ra đằng trước rất là nhiều. Đó, cho nên là mình thấy nhà này mà nếu mà là ai đó, tại vì thật sự là nhà cổng gần 2.000 square feet mà bây giờ họ đang có 900 mấy, thật sự là giá rất là rẻ đối với Granro. Tại vì nếu mà nhà này bị model mới thì không có giá này. Cho nên là nếu mà mình mua được giá đó, vì thấy cái này nó phù hợp cho ai mà họ muốn mua để ở. Nhiều người mua sửa lại để ở gia đình đông và gọi là mua để mà hưởng thôi, ở hưởng cho gia đình mình thôi. Thì mình thấy là nó rất là hợp lý, đúng không? Tại vì nó cũng phải tùy cái nhu cầu người mua. Chứ còn đa số những người mua Granro đây mà nhà đầu tư á, họ thường nhìn cái đất bự mà vuông vức để mà xây thêm ADU thì cái này chắc là không phải cho họ rồi, vì nó không có xây thêm được. Nhưng mà nhiều phòng ở đây mình có gara 2 xe ha. Rồi xin mời mọi người vào, đây là mình vô trong nhà check it out nha. Nhìn cái cửa thấy cổ kính rồi các bạn. Rồi các bạn, trời ơi bước vào nhà mát quá. Ở ngoài đường hôm nay khá là nóng, mà bước vào nhà thì cực kỳ mát luôn. Nói chung mà nhà này thật sự là cũ thì cũ thiệt, nhưng mà bước vô bên trong thì thấy nó rất là thoáng và sáng, đúng không? Tại thật sự nhà cũ đâu có ánh, đâu có đèn đâu.
Thì không, khách không có đèn. Nhưng mà mình đang sử dụng đèn của những cửa. Đúng rồi. Tất cả những cái ánh sáng mà mình đang đứng ở đây thấy là nhờ ánh sáng tự nhiên mà nó đến từ những cái cửa sổ rất là lớn. Còn cái thảm này rất là cũ. Thảm này là đúng, cái màu này là đúng là original hồi xưa là rất là cũ luôn nè. Mà cái nhà này được cái cửa sổ to không? Cho nên là rất là nhiều ánh sáng tự nhiên các bạn. Những gì các bạn thấy ở đây là thật sự là không có nhờ đến đèn nha. Đèn nhà này thôi bỏ đi đi. Cũ quá. Không ăn nhầm vậy mà đây ánh sáng tự nhiên cho nên là cũ cũ mà thật sự bước vào nhà mát. Mát thì em. Tại vì cái nhà này nó nhiều cây các bạn. Nó có cây đằng trước đó hồi các bạn ra coi sau vừa rất là nhiều cây cối này. Mát. Ở ngoài nóng chứ nhà cũng mát rưỡi. Nó nói các bạn tưởng mà máy lạnh trong này không mát rưỡi nha. Mà nó thoáng các bạn rất là sáng. Thì vô một cái ở đây là mình có đây là phòng khách ha. Phòng khách. Đó, phòng khách cũng khá là rộng rãi. Rộng chứ, đúng không? Phòng khách này my god, rất là rộng luôn á. Từ đó em trải qua đây, đây mình để dư bộ sofa, tivi ngon lành luôn á em. Bên đây là em thấy ở đây không? Nó em nghĩ cái này nó là một cái phòng gì đó không? Chứ nó không phải là một phần của phòng khách đâu. Mình nghĩ cái phòng khách là nó end right here. Nếu như mà mình đóng một cái French door ngay đây, ở đây có thể là phòng office. Đúng rồi, đóng một cái cửa, cỡ hai cửa ra là mình có thể dùng cái này, ví dụ một cái phòng office, phòng library đọc sách. Hoặc là ngay cả chúng ta thật sự luôn, nếu nhà đông người như nãy em nói, mình muốn dùng làm một cái phòng ngủ vẫn được. Tại vì ở đây nó có closet, cái phòng này đó, việc nghĩ là phòng ngủ, nó có closet đây. Mà cái phòng này thật sự là nó bé. Thật sự là nếu mà mình dọn hai cái đàn piano này ra thì trong phòng này việc nghĩ dư sức để một cái giường twin. Hay là ngay cả nếu mà cần nhét một cái giường queen, việc nghĩ nó vẫn vừa đó. Nhưng mà nó sẽ hơi tight đi xíu thôi. Và cửa sổ rất là to, đúng. Nhìn ra ngoài thấy được cái deck. Nó có một cái deck rất là đẹp. Hết vì cũng thật sự là thích cái này. Tại vì nó cho một cái không gian gọi là ngay giữa nhà, nó enclosed rồi rất là mát để ngồi chill. Mà nó nằm là từ tất cả mọi cái phòng mình có thể view ở đây. Cái chỗ cái deck này ngay chỗ này mình có thể decor là một cái vườn nhỏ rất là đẹp. Mà nó có double door từ phòng family room view qua. Từ master nhìn ra được nó và từ cái phòng này mình nhìn ra. Nó là một cái góc thật sự là cũng rất là art, rất là nghệ thuật của nhà đúng không? Nha. Cái này khá là sáng các bạn. Ở đây thì có cái đèn, wow, nhìn thấy cũng ngứa tai mà. Đèn ngon. Đèn còn ngon. Quay qua đây. Quá trời. Đèn còn ngon các bạn, đèn ngon lắm, đèn này my god mua. Rồi ai mà thích nghe quảng phun không chốt nhà ha, việc tới việc đến. Thật sự mà việc mua nhà này là việc kêu để lại cái đèn này nha. Tại vì nhìn nó rất là cổ điển, nhìn rất là thích nha. Nhà này có rất là nhiều cửa luôn nha, phải đồng ý. Cái nhà này không à, tại vì ba cái nhà cũ thì chịu em. Tại vì nhà cũ hồi xưa đó, nó design phải như giờ. Bây giờ người ta thích cái open floor plan. Mà anh có để ý kỹ đi, mấy nhà cũ tường nó nhiều lắm. Giống như hồi bây giờ thì người ta lại thích mở, thấy mặt nhau. Còn hồi xưa là mạnh ông nào bà nấy là riêng không gian của người đó. Giống như là vậy, không có thích nhìn thấy nhau hay sao. Không biết, xưa nhà nhiều tường lắm. Thật sự ba tường này mở ra cái một. Nếu mà là việc làm lại căn nhà này thật sự á, là cái khu này có thể việc mở tường ra hết. Để việc làm, nói chung là việc làm lại được. Cái potential làm cho cái không gian nó flow, nó open, nó đẹp hơn. Bây giờ qua đây các bạn, ở đây là không gian kitchen và phòng ăn ha. Dining room right here, có đèn. Đó, còn cửa sổ to ghê không? Yeah, có nhìn cửa sổ. Cái này là natural light nha. Ở đây là cái giếng trời. Cửa sổ to khá một cái tường. Ở đây là giếng trời ha. Skyline, có giếng trời các bạn, giếng trời trong kitchen. Vì thích nhà có giếng trời trong kitchen với lại nhà tắm. Đỡ tốn điện. Thứ nhất là đỡ tốn điện. Nhưng thứ hai á, cái giếng trời mà đặt trong kitchen nhà tắm là hợp lý luôn. Em biết tại sao không? Tại vì kitchen nhà tắm là nó hay ướt. Mà cái chỗ mà có ánh sáng mặt trời vô lúc nào cũng khô ráo. Mình cần mấy cái chỗ đó nó khô. Ánh sáng mặt trời vô nó không có bị nắng, nó không bị mồ. Mồ rồi bị nóng á em. Nhà này có cái countertop granite luôn. Ok, con gốt này trời ơi cứng ngắc, granite là đó, cứng ngắc ngon lành. Nói chung là kitchen này thì ngon lành vì thấy kitchen khá là rộng rãi luôn á. Rộng đúng không? Anh thấy rộng mà. Em đứng bởi vì đứa này như chỗ này mình đi quay lại rộng rãi thoải mái, nấu ăn shop, diện tích counter cũng rất là bự. Không cái xịn đây thì là nhìn ra cửa sổ đằng trước nha. Dù khách cửa vô. Luôn. Đúng, mình đang nấu ăn rửa chén khách cửa qua. Mình thấy. Nói chung là không gian kitchen này thì thấy rộng nha. Rất là nhiều storage chỗ để đồ luôn. Bữa trước thì đi coi với khách á, khách có nói là nếu mà khách thích thì khách sẽ open gấp wall này ra. Chính xác.
open cái wall này. Chính xác luôn em. Cái này là cái hồi nãy chị đang nói với em, nếu mà việc design lại thì sẽ mở ra cho nó flow đẹp hơn đó. Rồi đây là một trong những cái việc làm. Tại vì đằng sau cái trình này cắt bởi cái wall này là cái living room. Nếu mà mình muốn achieve được cái concept open là cái không gian mở bây giờ thì thật sự mình chỉ mở cái tường ra một cái là cái kitchen mình thật sự là nó ào rồi ấy luôn. Và coi như là nó tràn ra, nó flow tu. Và cái chỗ này á thì thay vì mình sẽ phải hy sinh cái dàn tủ trên này thôi. Mà việc á thì việc sẽ lấy cái này ra gì quăng luôn cái island vô. Thay vì nè cái khảo tỏ đây nè thì mình kéo cái dài qua bên đây luôn và nguyên cái island đẩy ra với cái breakfast bar. Đúng, breakfast bar mà anh là tuyệt vời. Ủa cái chùm đây giữ trong giữ nguyên vậy. Mà dàn tủ này anh thấy sao? Vẫn còn ngon lành luôn. Đó là classic nha, hay mấy cái đường vân nó đi không? Đúng. Thật ra bây giờ tủ bây giờ nó không tốt bằng tủ ngày xưa nha. Chính xác. Chính xác, tủ giờ là làm ép số lượng lớn. Lượng lớn, kiểu công nghiệp á. Gỗ ép chứ. Đúng rồi, gỗ ép. Gỗ mùn cưa nó ép lại. Còn cái này là tủ original xưa thật sâu, dàn tủ này vẫn đẹp nha. Dạ, vẫn thích màu gỗ này nha. Rất bóng nha. Nói chung là dàn tủ này là còn ngon lành. Còn ngon lành. Tủ quá đẹp các bạn. Rồi, gỗ bóng. Rồi. Bên đây mình ra garage. Đâu? Garage nó vô luôn. À, ở đây. Ở đây là tích dining các bạn. Và qua đây là garage đúng không? Ừ. Garage của nhà. Garage thì garage 2 xe đó các bạn. Có gì ghê gớm. Đây. Đúng không? Tức là garage vô trong. Diện tích garage chứa đồ 2 xe. Trong đây thì shelving rồi họ cũng để bả đồ lặt vặt của họ. Nhà nhìn là biết nhà cổ rồi. Các bạn thấy không? Garage nói chung là chưa có đóng tường. Nhưng mà shelving này nọ để đồ những đồ này. Và ở đây chúng ta cũng có một cái cửa để mà access rồi bác do ngay đây luôn. Access là cái bác do. Cửa cũng có kiến. Kiến có ánh sáng vô trong garage. Bây giờ mình sẽ đi qua phòng ngủ nha. Em muốn đi trước không? Ok. Rồi, ấy, hay là mình qua. Thôi cái này để sau đi ha. Ở đây mình còn có một cái vị diện tích phòng khách thứ hai là family room. Cái này là hồi trước họ làm là enclosed patio. Ủa cái này enclosed hả? Dạ, cái này là em nghĩ cái wall này có insulation đúng chuẩn ở không? Hỏi là ra đây luôn đi các bạn. Đó hồi mình sẽ đi vô trong cái không gian phòng ngủ bên trong sau. Bây giờ mình review cho các bạn coi cái không gian chính trước. Thì ở ngoài đây là nè, mình có thêm cái không gian dạng như phòng khách thứ hai. Dạng như patio. Enclosed patio. Rồi không gian giải trí nữa. Đúng rồi. Nhưng mà cái này không tính phòng ngủ quá. Không, em nói cũng đúng nhưng mà chị thích. Oh my god, I love cái dàn cửa sổ này. My god, cái này có 3 cái tường nè. Mà cửa sổ không. Đây hai cửa sổ ăn hết tường, hai cửa sổ ăn hết tường. Đây cái slide đồ ăn hết cái tường. Coi như là mình ngồi ở trong cái phòng này nó thoáng cực kỳ luôn á. Mình ngồi ở chỗ patio mà mình có cảm giác như là mình đang ngồi ngoài vườn á em. Tại vì xung quanh mình là vườn không à. Mà trong đây đóng lại thì mình không bị mũi chích. Mũi chích. Ừ, đúng không? Cái này mày mở ra mũi chích sao? Mà ví dụ trời mưa ngồi ở đây lãng mạn. Tại vì không có này thì ướt. Mà con này thì mưa ngoài cây cỏ mát ngồi trời mưa ngoài mà ngồi đây uống rượu mà à, xảy hả chiều quá đẹp chiều. Ha nhưng mà để Việt nóc thử coi cái tường này. Việt thấy cái tường ha. Cái này không biết bên trong họ có đi insulation không nhưng mà thật sự Việt nóc cái tường này Việt thấy nó cứng cáp hơn là nhiều cái enclosed patio ở những cái nhà khác thì anh này nghĩ là tỷ người view à. Cái này năm 2003. Tại vì em thì nó đến nhiều rồi. Cái enclosed patio mà nó mỏng le. Em này biết không? Nó mỏng le. Cửa sổ cũng mỏng. Ừ, cửa sổ cũng mỏng. Nói chung là nhìn nó rất là eo. Mình có cảm giác như mình mà đẩy mạnh cái hoặc là mình mà té mạnh vô nó một cái là nó sụp luôn. Dạ, có thể người chủ nhà trước đây họ đầu tư họ thích. Dạ. Họ thích cái không gian đó. Hay mà họ bỏ furniture. Đúng. Mà ở dưới sàn ở đây là ở ngoài đây là slab foundation luôn hay sao á. Nó cứng chân ghê luôn. Nói chung là cái này rất là cứng chân. Cứng nát rồi, mà cái gỗ ngoài này đẹp nha. Chị rất là thích, nhìn nó mới hơn cái gỗ trong nhà. Cái này lại làm sau này, cái sàn gỗ ngoài này rất là đẹp. Và nói chung không gian này quá đẹp em. Mà rất là cứng luôn nha. Rất cứng cáp, mình thích cái chất lượng người chủ làm rất là cứng cáp. Bây giờ mình đi qua hallway đi ha. Bây giờ mời các bạn đi qua hallway với Hình và em để mà mình check out cái không gian ở những cái phòng ngủ nhà không? Nãy giờ mình chưa đi phòng ngủ nè. Chưa. Nhà này 3 phòng ngủ không? Dạ, 3 phòng ngủ, 3 phòng tắm. 3 phòng ngủ, 3 tắm. Nấu ăn là mình đóng cửa lại khỏi hôi luôn. Coi như cái cửa này bên kia là không gian chơi. Đúng, mà đi ngoài cái cửa này vô đây là bắt đầu là không gian. Cũng khá là straight up không đến nổi. À, đây là cái bathroom đầu tiên ha. Cái bathroom các bạn. Vô đây là mình thấy nó outdated rồi nè. Ê mà cái bathroom này khá rộng á chứ. Rộng chứ. Vô hai người mình chui vô đây mà thấy thoải mái đứng trong này là. Nhưng mà
Open Group vì có thể vừa làm top mà vừa làm đứng luôn. Đèn đâu có mà vô góc nào cũng sáng. Trời ơi, cái nhà vệ sinh mà cái cửa sổ nhìn ăn cả cái tường sáng ghê các bạn. Cái này mà thí dụ mà mình không sợ hàng xóm nhìn thì mình mở cái này ra là coi như là mình vừa tắm mình vừa ngắm cảnh này trước nhà luôn. Đúng không? Này ví dụ như là đó tắm nhà này tắm tiền. Tắm là mình mà đứng ấy, mình mà đứng đây tắm là coi như mình chấn luôn cái đường cái gông thủy này rồi. Tại vì nó phải có cái gì chấn lại, thường là người ta sẽ chọn cái cây cái tường. Nhưng mà thí dụ mình get naked ở đây mình đứng tắm là coi như là tài xế từ kia là họ bẻ lái liền. Là mình chấn liền không? Không có thể nào mà chạy vô nhà mình được hết. Cái đó là mọi người phải confirm lại với thầy phong thủy nha các bạn thì biết. Ok. Rồi. Đâu? Đây là closet thôi. Và trong đây à họ để máy hít luôn nè. Máy hít trong này. Yeah. Rồi, thầy tiếp tục. Ở đây là một phòng ngủ đầu tiên nhà ha. Phòng ngủ này nó có bathroom. Nhà to cho nên phòng ngủ nào cũng rộng. Ừ. Rất là rộng. Nè phòng ngủ rất là rộng rãi. Thoáng. Again, look at this. Còn cái này không có double, cái này chỉ one panel thôi. Nhưng mà at least nó không phải là mấy cái aluminum frame như cũ mà nó cũng là mới hơn rồi. Nó là cái plastic frame rồi. Cái cũ là cái aluminum frame nó còn mỏng manh hơn cái này nữa. Mà cái window này còn ngon, window này cứng ngắt à. Còn ngon, tuyệt vời. Thật sự phòng ngủ này rộng á, vì thấy phòng ngủ này để giường queen là như là vô tư luôn á. Phòng queen là rộng rãi, nhiều khi còn để được nightstand này nọ đi lại thoải mái. Và cái closet bự ghê không, double door, có gương đàng hoàng. Bathroom luôn. No, cái phòng này là cái phòng master luôn. Có cái nó có cái bathroom riêng của nó luôn này các bạn. Đó. Không, có toilet, có standing shower. Và nó cái nó có một cái standing shower ở trong tấm đứng. Nó đằng sau này, sau cái tường các bạn hiểu không? Cái cửa đây là cái cửa này là thông qua lại cái phòng có cái đàn piano nãy nè các bạn. Cái giờ từ cái phòng piano mình đi cái này thì mình cũng ra lại cái hallway. Một hai phòng rồi bây giờ mình vô phòng ngủ chứ. Đúng rồi, phòng này là phòng thứ nhất. Phòng thứ nhất, phòng thứ hai đây. Phòng thứ hai. À cái này cái phòng cái cửa này qua cái phòng bên kia. Cái này hai cái phòng này thông nhau nhưng mà cái này thật sự hơi kỳ. Nếu mình đóng luôn. Đóng tường lại thôi. Tại chi cho hai phòng thông nhau, ví dụ như hai anh em ở thì ngoài lại vui. Nhưng mà ví dụ không thì để cửa vậy mình lock lại cũng được. Nhá. Yeah. Closet thì nằm ở đây mà again closet rất là bự nha. Dạ. Không, việc thích nhà closet bự tại vì á nhiều cái quần áo nhiều lắm, quần áo gì thật sự rất là nhiều. Closet bao nhiêu đây để đồ mới đủ hết, nhỏ để nhiêu đây à để đủ. Closet bự để đồ mới đã. Không, cửa sổ rất là to luôn. Phòng khá là rộng rãi, thoáng chứ. Rồi. Và luôn luôn save the best for last, right? À, phòng master. Cái này là master suite. Tuy nhiên ở ngoài kia mình có cái master nhỏ hơn, tại vì nó là một cái phòng, nó có cái bathroom riêng của nó. Rồi mình lại có một cái bathroom trong hallway cho khách với cái phòng này, cái phòng bathroom. Và đây là cái phòng master bự nhất là có cái bathroom mà có bồn nằm, massage rồi bồn đứng các kiểu không. Mà cái phòng này là cái diện tích bự nhất rồi. My god, look at this bedroom. Cái này là giường king đó em. Mà coi nè các bạn. Trời ơi, diện tích đi lại còn dư cả đống quá đã. Nhà rộng gần 2000 square feet mọi người. Không, rất là sáng sủa luôn coi. Master có cái sliding double door. Ví dụ ngoài hết do rất là nhiều cây tối mát mẻ ra, cũng có deck king đàng hoàng. Thoải mái không? Trong đây, mời các bạn vào mình check out cái master bath. Wow. Có walk in closet luôn. Và đây các bạn, bồn tắm nằm nè, ngang sau lưng nghe ở đây có hệ thống massage. Đấy. Bồn tắm đứng bự luôn nha, trong cái nhỏ nha, bự như một mấy cái nhà khác là bình thường này, hai người đứng tắm chung được luôn á. Nha. Rồi. Đó. Rồi cái cửa sổ cửa, xong rồi. Cửa để đi ra vườn. Đó, từ nhà tắm có cái cửa access riêng đi ra vườn ở đây. Cái gì mà mình cho xe, mình lock lại cái cửa kia. À đúng rồi, đúng rồi, cho xe đi, nó đi riêng. Cái này phòng này mướn riêng ra không được. Bên đây thì double vanity sink, cái cho anh, cái cho chị mình mới dành đúng không? Và toilet này, phòng tắm bự quá, bên đây là cái walk-in closet nữa các bạn. My god, này storage. Dành hẳn cả một cái phòng như này có shelving, hanger đầy đủ. Rất là bự. Để mà để đồ của anh chị thoải mái trong này, đúng không? Quá tuyệt vời các bạn. Rồi bây giờ mình đi ra đằng sau mình check out cái sân của căn nhà này check nha. Deck mày thích cái deck này lắm nè. Cái deck này cái người chủ xây rất là cứng cáp nha. Cái deck này mình bỏ cái cover lại cũng được. Cái cover thì gì thích nó open như vậy nó mất ánh sáng.
với lại trời mưa xuống ở đây nó sẽ đẹp. Như việc là việc sẽ để cây cỏ là cái garden nhỏ ở đây. Cái này đó cái mình thích cái việc thích cái không cái nhà mà nó dạng như cái này biết nó gọi là gì không? Nó gần như là it's like an atrium. Nó giống như một cái atrium vậy, đó là một cái vườn nhỏ nằm ở giữa của nhà. Thì thích những căn nhà có cái sương như vậy nha. Tại vì cái vườn nó nằm giữa nhà, tất cả những cái phòng nó sẽ có cửa sổ bốn bên, ba bên, nó view vô trong cái vườn nó nằm ở giữa. Và nếu cái chỗ đó mình design cây cỏ rất là đẹp, nó sẽ là một cái view giữa nhà, giống như là mình đi cái chỗ nào của nhà mình cũng có cảm giác như mình đang ở ngoài trời. Now mình có ready, view ready to decoy, check out cái man cave chưa? Okay, man cave là cái basement luôn. Cái basement. Đây basement các bạn, cái này là cái mà làm cho mình muốn lại đây coi cái nhà này. Hôm nay đây vườn nha. Có cây cây chanh không? Đây là cái cửa đi vô cái master bathroom hồi nãy. Đây là vườn nha các bạn. Vườn. Thôi chú kiển chanh. Vườn này đủ chơi rồi, đủ ăn chơi. Không phải nhiêu đây đâu, còn cái size do mà ảnh bự lắm. Mà lá hồn mình sẽ check out sau các bạn. Ồ đây có cây bưởi nữa. Này có cây bưởi quá trời trái các bạn. Oh man. Okay. Let's go. Alright, let's go to rồi. Your main case. Bây giờ xuống khu vực ăn chơi nha các bạn. Và rồi, cái này thật sự cho mướn ở không được. Rồi. Trời ơi, trình sao má. Đúng không? Rồi, xuống đây các bạn. Khu vực ăn chơi riêng như này. Cái này mình có thể dùng là khu party. Muốn làm là chỗ ở vẫn được nha. Nó rất là rộng. Nhưng mà cái này mà làm khu ăn chơi là hết nói. Như là người chủ nhà này họ dùng cái này làm cái khu vực chơi nè. So cái này là coi như là karaoke ăn nhậu thoải mái ha. Phòng rất là rộng luôn. Và coi như là không sợ ai nghe hết. La hét ung sủng như này chơi tới sáng. Này mà có như bữa mà bên nhà ăn bạc ti á, mời bạn mình qua đi chạy ở đây rầm là ôi vô tư. Chơi sáng đêm các bạn. Hú giờ ai complain cả. Mà cái không gian này rất là rộng thật sự, nếu mà muốn làm lại thêm một cái phòng ở dưới đây. Cái này là lối đi riêng hoàn toàn. Coi như ngoài nhà không dính dáng gì vô nhà luôn á, thật sự á. Mà mình làm lại đẹp, mình cho mướn là cũng có tiền luôn. Mà mình nghĩ là nhiều luôn á. Tại cái phòng này làm mà coi như vì thấy là làm đầy đủ được cho người ta. Cho một người đi riêng ở dưới này ít nhất là nếu mà mình làm được cái studio nè, các bạn coi. Một cái diện tích closet rất là sâu, rất là bự trong này. Các bạn thấy không? Bự ghê không? Đúng không? Nói mà mình lấy một cái phòng này ra thôi. Hai cái luôn á. Hai bên luôn. Hai cái này nó thông nhau. Hai cái này nó thông nhau mà các bạn thấy không? Rất là rộng. Nè, nó thông qua bên đây. Các bạn coi cái bề ngang ghê không? Và cái chiều sâu nó rất là sâu. Thì các bạn nghĩ đi, với cái không gian này á, vì nói thiệt nha. Cái không gian này không á, làm việc gì dùng nếu mà cắt nữa ra ngay tượng đây. Nguyên cái bên đây là một cái bathroom rồi. Là bathroom rộng luôn á. Và đấu qua bên đây là nước ga rồi đi ở giữa. Bên đây là kitchen. Bếp, mà bếp bên đây là bếp rộng luôn nha. Bên đây là có một cái dàn lò sưởi, có counter. Và bên đây là coi như thêm cái counter tủ rồi chèo nha. Và trong đây là nguyên cái phòng ngủ rồi nè. Không, dư sức, làm quá đẹp. Và ở đây có closet luôn các bạn. Em nghĩ nếu mà làm lại như việc nói vậy là full luôn. Kitchen, bathroom ở đây làm đẹp lại hết. Nếu cho thuê lối đi riêng vậy, em nghĩ mình thành phố Cần Thơ cái này phải lấy được đến nhiêu tiền? Cỡ 1.700. Chính xác. Chính xác. That's why I was thinking ít nhất khoảng 1.700-1.800 với nhu cầu ăn ở đây. Ok các bạn, bây giờ đi lên check out lại cái backyard. Nguyên một cái cái này chanh tại vì nó dài dài. Trái dài không? Trái cam tròn. Đây trái bưởi nè. Bưởi, đó, nguyên cây bưởi bự. Dạ. Đâu phải chỉ nhiêu đây đất đâu. Còn bên đây nữa các bạn. Hey, look at this. Đó, còn cái patio cover ở ngoài. Ông ngồi xích đu rồi ngồi ở đây. Những mưa đồ ngồi ở đây nhậu ngắm. Nguyên một cái vườn. Con cây bông cháy này nguyên cái vườn rất là dài bên đây. Thêm cái không gian vườn bên đây nữa sử dụng thôi. Thấy không? Bởi vì mình việc nói á, cái nhà này nếu mà gọi là mua để ở một gia đình đông người. Gia đình đông người. Ở trong nhà và share ra được một phần để share ra là phải share ra để giúp cho cái mortgage với cái tiền lợi cao bây giờ. Là cái đó là tuyệt vời. Với cái người nào mà đang có nhu cầu là gia đình lớn, nhiều phòng để gia đình ở và muốn có một cái unit sẵn không cần bỏ tiền thêm, chỉ cần bỏ tiền ra là cosmetic lại thôi. Và có lối đi riêng để mà phải mướn ra riêng tư riêng biệt hoàn toàn, lấy được nhiều tiền giúp cho cái mortgage mà cũng không ảnh hưởng gia đình mình. Vừa để income gọi là owner user. Owner user thì làm cho mướn cái nhà này tuyệt vời. Đi ra phía sau. Họ xây rồi cho nên cái đất nó không còn. Vậy thôi, tại nhà quá bự rồi. Mua nhà cũng quá bự. Ở đây coi nè, nằm bồn tắm ở phòng master. Mà có view ra ngoài, cây cỏ ngoài đây nữa. Đó, sau đó này hai cái. Còn bên đây,
Bên đây cũng có size do rất là rộng rãi luôn các bạn. Thẳng thóm rộng rãi luôn. Thì cũng có cái đi riêng á. Hai cái cửa này cũng có thể là đúng rồi. Cũng có size gate, nói chung là hai bên size do mình đều có gate để mà lối đi riêng vào. Rồi, ok, cảm ơn mọi người rất là nhiều đã luôn luôn theo dõi và ủng hộ cho kênh của Việt Thành. Cảm ơn em rất là nhiều đã suggest cho Việt cái property này ngày hôm nay để mà cùng em lại review một cái property mà Việt thấy là rất là tiềm năng. Rất là tiềm năng với cái giá mà họ đang đòi hỏi, thực sự nó rất là make sense. Mà ngay cả bây giờ họ nằm 72 ngày trên thị trường, họ đã giảm giá xuống còn 999. Mà nếu mà tình hình mấy hồi giờ mình gọi vô mà vẫn chưa có offer này nọ, là cái giá đó mình vẫn có negotiate xuống được cho một căn nhà rộng gần 2000 square feet ở Grand Row, mà còn chưa cộng thêm cái basement chừng 500 square feet ở dưới nữa các bạn. Như là diện tích ở mình được nhận rất là nhiều, lot rất là to ở một cái khu vực. Nếu mà các bạn muốn kiếm một cái khu phố an toàn yên tĩnh là có cái đó luôn. Tuần trước mà anh đi gọi cho agent đó thì họ đã nói là họ the seller rất là motivated để bán, tại vì họ đã nằm trên thị trường 72 ngày rồi. Họ cũng có offer nhưng mà chưa đạt đến cái con số mà họ mong muốn cho ra đi. Coi như là seller là cũng sẵn sàng, rất có lòng muốn bán rồi. Yes. So, và seller không còn ở đây nữa, seller đi chỗ khác rồi. Với việc thì việc thấy coi như kitchen này dài không cần sửa. Thì mình chỉ cần làm cosmetic sơ lại căn nhà thôi. Nói chung là nó bị outdated thôi chứ không phải là không upgrade được. Chính xác, outdated chứ không phải là cũ. Đúng. Nó cũ thì sai, nó bị tiếng Anh gọi outdated là nó cổ. Cổ nó khác với cũ, nó cổ nó không có cũ các bạn. Nhưng mà mọi thứ trong nhà đều functional hết. Vô là thật sự nếu không sửa vẫn xài được hết. Ở bình thường nhưng mà nhìn nó cũ. Cái basement và cái master họ extend ra năm 2003. Cũng khá là mới. Mình đây. Và em đã tự mình chạy lên city nha các bạn, để mà make sure hết tất cả giấy tờ về căn nhà này, về vấn đề diện tích và những cái vấn đề xây thêm basement này nọ có giấy tờ không. Và em đã tự mình confirm giấy tờ đầy đủ và tất cả đều có giấy tờ và giấy phép đầy đủ như bạn, nhờ các bạn yên tâm. Rồi thì nhắc lại một lần nữa những cái thông tin nhà này cho mọi người giá list. Nhà này nằm ở góc đường Gilbert và Orange ở thành phố Garden Grove, 92840, 3 phòng ngủ, 3 phòng tắm, diện tích ở là 1963, diện tích lot là 8250 square feet. Và giá list có giá là 999 ngàn. Cái giá khá là đẹp nhưng mà bị nghĩ là mình có thể negotiate thêm nữa. Nhưng mà rất là hợp lý, rất là hợp lý cho cái người nào mà kiếm nhà lớn để ở. Rồi một lần nữa cảm ơn mọi người rất là nhiều đã luôn theo dõi và ủng hộ cho kênh của Việt Thành nha. Và nếu mà mọi người có hứng thú có thể liên lạc cho Việt hoặc là em để mà mọi người set up cái appointment để dẫn mọi người đi view cái căn nhà này và chớp ngay cơ hội ngay khi có thể nha các bạn. Rồi cảm ơn mọi người rất là nhiều. We'll see you guys in the next video. Bye bye. Thank you.